nhân. Người thanh niên lúc nãy kìa. Cứu tôi, làm ơn, tôi khát quá, cho tôi miếng nước, làm ơn. Cứu tôi. Chú ơi, chú uống nước nè. Cạn, ta đã nói rồi, không làm gì được đâu. Đại nhân, nhưng người ta đang khát, chú uống đại đi đại nhân. Được, cho tôi xin miếng nước. Nhóc kia. Nước. Làm cái gì đó? Tại sao cho tội đồ uống nước? Sắp sửa đem hắn ra tra khảo rồi, cho uống nước làm gì? Dạ bẩm, lỡ như người này bị oan. Ta làm quan án sắp hết đời rồi, chưa từng có quan sai. Một đứa con nít miệng còn hôi sữa như ngươi mà biết cái gì? Tránh ra, đem tội đồ đi xử. Người này bị oan. Có chuyện gì mà ồn ào ở đây? Dạ bẩm hoàng thượng. Sư An Nam, ta vừa mới nghe ngươi nói là tên này bị oan. Ngươi có chứng cứ gì không? Dạ bẩm, bây giờ thì chưa có. Nhưng nếu bệ hạ cho thần lật lại vụ án thì chắc chắn sẽ có. Bổng hoàng thượng, làm như vậy chẳng khác nào hủy mặt thần. Ta tò mò muốn coi Trạng An Nam xử kiện thử coi. Đa tạ hoàng thượng. Trước hết xin cho thần thời gian để lật lại vụ án từ đầu, cho thần gặp lại những người liên can nữa. Được, ta chấp nhận. Hoàng thượng. Thôi đi đi, mấy người đó không có tha cho tôi đâu. Chắc là kỳ này tôi chết chắc rồi đó. Chú không nói thì làm sao con giúp chú được. Sao chú bị nghi mà không phải là gia nhân khác? Chú có hiềm khích gì với ông chủ trước đó không? Người ta hả? Người ta thấy tôi khờ khạo, cô thế, lép hơn người ta nên người ta lừa mình thôi. Chứ đâu có ai thân với ông chủ bằng tôi. Ai cũng biết chuyện này hết đó. Vậy đêm đó, lúc ông chủ mất, chú ở đâu? Lúc đó tôi ngủ ngoài chuồng ngựa, cũng xa phòng ông chủ lắm. Nửa đêm nghe bà truy hô lên, tôi chạy vô. Vừa thấy tôi vô, bà lấy con dao đầy máu, bà ấn vô tay tôi. Rồi bà la lên là tôi giết ông chủ. Vậy lúc đó chú có nhìn rõ mặt ông chủ không? Trời ơi, lúc đó tôi sợ quá, tôi không dám nhìn, cũng không dám đụng vô ổng nữa. Tôi chỉ thấy ngay cái vết đâm á, máu chảy ra quá trời luôn. Vậy vết đâm đó hình gì? Tôi đâu có dám nhìn rõ. Với lại con cái là con dao đó giống như là có người bôi máu vô vậy đó. Vậy con dao đó đâu?